Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta cùng làm cái này. Đối câu này thì các bạn thấy là có không có nhiễu nào cả. À, có nhiễu, có nhiễu, có nhiễu. Ở đây nhiễu trong này nó là giới từ in cộng với hết này. Còn từ in này thì chúng ta đằng trước có verb đề, vì thế nên chúng ta để lại. Bước thứ hai thì các bạn xác định động từ thì các bạn thấy là từ was chính là động từ. Và các bạn thấy là có hai dấu phẩy này. Đó, thì đây chính là cấu trúc gì nhỉ? Cấu trúc S phẩy chấm chấm phẩy verb có O. Đây chính là cấu trúc 5 trong 5 cấu trúc cứng. Thì các bạn thấy là trong trục chấm này nó gồm gì? Nó gồm thứ nhất là danh từ cụm, danh từ. Cái thứ hai là mệnh đề tính từ. Cái thứ ba nó là mệnh đề trạng từ, mệnh đề trạng từ và trạng từ và trạng từ. Cái thứ bốn là chúng ta có từ suggest, suggest cộng với danh từ. Cái thứ năm là chúng ta có từ for example cộng với danh từ, hoặc chúng ta có từ like cộng với danh từ. Đó. Vậy trước này các bạn thấy là nó chính là cấu trúc song song giữa danh từ 1 và n danh từ 2, thì đây chính là cụm danh từ. Thì các bạn chú ý cho mình là đối với cấu trúc song song thì mọi phần tử phải cùng kiểu. Vậy danh từ 1 và danh từ 2 cùng kiểu là danh từ rồi. Nhưng ăn trước thì các bạn thấy là danh từ 1 là danh từ chỉ người, vậy danh từ 2 cũng phải là danh từ chỉ người. Vậy chúng ta chỉ có phương án phần B là hợp lý thôi. Nào, đuôi M là đuôi chỉ người này các bạn, đuôi Ơ đuôi chỉ người này. Còn các phần khác thì các bạn thấy là ok, phần A cũng được, nó là danh từ nhưng đây không phải danh từ chỉ người, vì thế nên chúng ta không chọn được phần A. Còn phần C thì các bạn thấy là ok, đây nó là mệnh đề tính từ. Ok, tại sao lại không được? Đây này, mệnh đến từ, nhưng các bạn thấy là đằng trước nó là danh từ, đằng sau là mệnh đề tính từ, sai, không chọn được. Còn đối với phương án D thì các bạn thấy từ reform thì nó là một động từ, mà kể cả nó là danh từ cũng không được, tại vì đây không phải danh từ chỉ người, vì thế nên chúng ta không chọn được phương C và phương D. Rồi các bạn hãy kích nút subscribe cho mình nha. Xin chào các bạn.